Ngon không? Ngon hơn một quán không? Tôi quán quá rồi. Không. Bắt đầu. Bạn nêm hay cái gì đó? Mắm bây giờ đem mấy cái kia cho nó ngập. Nước mắm là những cái tư này đó. Bên này có. Rồi bé Huê gắp đi con. Phúc An ngồi xuống. Phúc An đi đánh tiếp. Anh đang vui. Đây là Phúc An. Bởi vì anh được đá con của anh vào chùa. Vui nhờ, hai cảm. Em sẽ đi qua bên đây để đá. Em vô chùa. Em vô đây rồi là Phúc An không được đá. Thì anh sẽ qua đây. 5 1, 2, 3, 4, 5. Ô văn hoa ba chết. Phúc ăn 1 2 mày giống mày à. Anh kia mình ô lắc chứ em đi trực tiếp thế em thắng một đúng đó. Đến được anh Huy 6 6 mà không đủ. 1 1 thôi ra.